bảo không được thế này. Ôi thì em trong kia bé lắm. Em bảo là em đang bị đói thì là buồn. Sò bồi khoai nhá. Ừ. Mỗi năm nhà mình mà có năm nay phá hết táo đi, nó chảy vào có táo để vào quay vườn táo, nhưng mỗi năm thì giặt lắm ấy chị Thâm nhỉ. Nó lại đưa tiền ra mua hàng cho nó ấy, mua hộ cho nó ấy. Chỗ này là đây, chỗ kia là 4 nữa. Chỗ này là 3. Đây từ chỗ này là 4. Thế là nhặt hết. không phải thế rồi. Ừ. Không, đây tính như này, nhặt xô này này. Đấy. Ừ. Đâu con bảo mua bán mua ở ngoài rồi. Ừ. Cắt củ vừa này. Cần lấy nhiều không? Hả? Lấy nhiều không? Kẹo này nặng lắm mày.